Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì sau những tập đã hồi sinh tất cả những em khủng long ăn cỏ rồi, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh một trong những con khủng long ăn thịt nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ chọn cái con đầu tiên trong cái loài khủng long ăn thịt này, đó chính là Velociraptor nha các bạn. Đó, con này thì khá là nổi tiếng rồi. Và các bạn nhìn nè, cái DNA của nó cũng khá là giống với con Dinochet nè. Hai con nhìn nó tự tự nhau đúng không? Ok, nói chung thì hôm nay mình chỉ hồi sinh em này thôi, Velociraptor. Chúng ta có hẳn chín cái DNA cho của chúng nó luôn nè. Đó, mình sẽ hồi sinh hết luôn nha. Và chúng ta sẽ xây một cái chuồng dự là nó sẽ tự tự giống với cái công viên khủng long nha các bạn. Ok rồi, còn một cái mình sẽ để đây đi ha. À không, chúng ta bỏ vào như vậy nè, xong mình bỏ thêm một cái sữa vào nữa. Đó, hợp lý. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái công việc là xây chuồng nha các bạn. Mấy cái cây quan thì mình còn đủ, hên quá. Đỡ phải bắt công. À, và trước đó thì mình sẽ đi chế tạo mấy cái carpenter block trước nha. Đây là carpenter block, một cái gói mod nhỏ mà mình cài trong cái Jurassic mod của mình. Nó có rất là nhiều đồ ở đây các bạn. Nè, có block nè, rất là nhiều thứ luôn. Thì mấy cái block này tác dụng nó như thế nào, các bạn có thể chế tạo nó, có thể xem nó như là một cái khung vậy đó. Còn khi các bạn thích bỏ cái chất liệu nào vào, ví dụ như là đá, sắt, gỗ hoặc là kim cương vào, thì nó sẽ biến thành cái loại vật phẩm đó. Đại khái nó chỉ là cái khung thôi, rất là tiện cho mình luôn. À, ở đây mình có tạo sẵn mấy cái nút carpenter block nè. Đây, cái này là cái bằng iron luôn nha các bạn. Chúng ta bấm bằng iron luôn để cho cái bọn khủng long nó không có phá được. Quá xịn luôn, carpenter button. Rồi, ở đây thì mình sẽ chế tạo trước với cái button đi. Đầu tiên phải chế tạo carpenter block trước đã. Ây da, công thức nó cũng căng đấy, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tạo hết luôn nè. Đó, mấy cái này thì gọn trơn. Ok, cho đồ vào, tạo trước mấy cái carpenter block thôi các bạn ơi. Mình sẽ tạo tầm đó 60 là đủ rồi. Rồi chúng ta sẽ chuyển thành button nha các bạn. Mấy cái button ta, trước mắt là 10 cái sẵn đi. Đó, chúng ta sẽ tạo thẳng sẵn mấy cái đo luôn nè. Đó, mấy cái cửa, hai cái cửa sẵn luôn đi. Ok rồi, 1 2 3 4 5, rồi vừa các bạn à. Đúng rồi, vừa luôn. Thì cái sàn này mình sẽ xây là 15 ô á, 15 ô là đủ rồi. Bọn này nó cũng không có to mà, đây là 3 ô đúng không, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đó, sau chúng ta sẽ qua bên đây 5 ô nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đó, mỗi bên nào cũng 15 hết. Chúng ta sẽ lại xây những cái hình lục giác nữa thôi. À, chỗ này nó thiếu hả? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15. Đó. Rồi, và bên này chúng ta cũng tiếp tục kéo nó về đây thôi. Rồi, xong cái hình lục giác. Các bạn thấy không? Cái lục giác như đây là đủ rồi, như đây là đủ cho bọn Velociraptor sống rồi. Đủ không ta? Đủ rồi, trong phim nó cũng nhỏ nhỏ như vậy à. Cũng không có bự lắm đâu. Rồi, đó, xong cái chỗ này rồi nha. Sẽ định hướng cái chỗ làm cái cửa cơ nào. Cửa chắc mình sẽ làm block chỗ này quá. Rồi, nó hợp lý rồi đó. Ok. À, chúng ta sẽ tạo cái cửa cái dạng khác các bạn à, không phải cái cửa thông thường nữa đâu. Cái cửa dạng này thì nó cũng hơi bị nguy hiểm quá ha. Thôi, cứ để cửa thường đi. Mình định xây ra thêm một mớ nữa, nhưng mà sợ cái bọn Velociraptor nó chạy tới đây nè. Nên thôi, để như vậy cũng được rồi.
À, chúng ta thiếu glowstone. Chết tôi rồi. Quên mất cái phần glowstone rồi các bạn ơi. Cái đó thì để sau cũng được. Trước mắt để mình lắp lại cái chỗ dưới luôn đi. Tiếp theo mình sẽ để bằng gạch bình thường thôi. Và chúng ta sẽ thêm một cái cửa vào. Một cái cửa và chắc 4 cái nút. Đó. Rồi cái cửa này nó khác biệt với cửa của cũ không? Nhìn nó đẹp lắm các bạn. Cửa bằng sắt luôn đó, sắt chính hãng đó. Kinh thật. Rồi ok, bên đây là hai cái nút nè. Đó. Và bên đây mình cũng đặt là hai cái nút luôn. Đó, xịn chưa? Rồi. Áp nó vào. Đó. Đó là sức mạnh của cái mod Carpenter Block đó các bạn. Nhìn nó đẹp không? Rồi, cửa nó xịn hơn nữa. Trời, có tay, nó có tay cầm luôn nè. Nó lòi lòi ra luôn nè. Rất là hấp dẫn. Ok. Thì cái chuồng nó cũng vậy thôi. Không có gì mới. Chuồng này mình sẽ để là 5 ô nha các bạn. Chắc chúng ta sẽ cao lên một xíu đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Vậy nhìn nó xịn hơn. Ok, qua bên đây cũng vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, qua bên đây là vẫn tiếp tục. Chắc mình vẫn sẽ ốp một mớ reinforced glass đó các bạn. Chứ để mấy cái gạch không thì nó cũng hơi bị đơn điệu một xíu. Rồi, qua bên đây lại tiếp tục. Ốp bằng máy chisel cobblestone này thôi. Bên đây nữa nè. Wow. Và bên đây nữa. 5 ô đủ không ta? Chúng ta lên ô thứ 6 đi, nhìn cho nó đẹp một xíu. 5 ô nó cũng hơi ít luôn. Cũng khá là ít đó. Rồi, mình sẽ bắt đầu tiến hành kéo cái gian này ra nha các bạn. Đó. Rồi, qua bên đây chúng ta cũng vẫn kéo tiếp tục nữa nè. Hơi bị cực, nhưng mà không sao. Kéo qua thôi. 3 rồi nè. Lên một ô nữa. Bên đây vẫn là một ô kế tiếp. Ây da. Chỗ này như mình bị thiếu nè. Đó. Thì nó xịn hơn liền. Rồi kéo quá thôi anh em ơi. Bên đây mình vẫn tiếp tục kéo thôi. Quên. Để mình coi thử cái cây hoa này nó có giúp mình xây nhanh như vậy được không ta. Nó có rồi thôi. Wow, xịn chưa? Nhìn hấp dẫn hơn liền. Hình như tôi bị sai lầm một xíu ở chỗ này. Nhưng mà không sao, mình sẽ sửa nhanh thôi. Để bây giờ mình đi ngủ cái đã. Tôi sẽ xây sau đây. Xây như này được không? Để mình nghiên cứu. Nghiên cứu thực. Nên xây như thế nào cái đã. Ok, chắc cũng nên vậy đi. Wow. Này giờ đây chắc chúng ta ốp xuống đi. Quên. Thì ngu rồi. Ốp xuống. Như này mới đúng nè. Wow, như này nhìn nó ổn một xíu. Wow, khá là cao ha. Bọn Velociraptor này thì nó nó thấp lắm, mình cũng không sao đâu. 1, 2, 3, 4 nè. Và cái phần thứ 5 mình sẽ tiến hành ốp bằng cái này. Rồi. Phần trên này chúng ta vẫn ốp tiếp tục bằng cái cobblestone luôn nha các bạn. Cobblestone with light panel. Ok.
ớt qua bên này. Wow, quên mất ở trên đây nó cũng xuất hiện quái nữa. Thế chúng ta phải ớt glowstone sẵn ở trên luôn nè. Ghê nha, nguy hiểm nha. Rồi, xong rồi. Mình sẽ ớt thêm qua bên đây luôn. Đó, đây là phần cuối rồi. Chúng ta còn làm cái gì ở trên nữa không ta? À, là một cái hành lang nữa để mà đi ở lên đi ở trên nữa. À, cũng được thôi. Tí mình sẽ làm sao. Ok, chỗ này chúng ta sẽ nâng lên 1, 2, 3, 4. Rồi, đủ rồi. Wow. Nhìn nó khá là mạnh mẽ. Toàn là đá thôi. Khá là rắn chắc nha. Ok. Nhìn nổ một xíu rồi đó các bạn. Chung này thì mình sẽ không cho cái bọn này nó nhìn ra ngoài nha. Tại vì nó cũng khá là nguy hiểm các bạn ơi. Nhìn này nó sẽ suy nghĩ về nhiều thứ nữa, ghê lắm. Ok, cho nó nhìn qua những cái khe cửa bình thường như vậy thôi. Đó, ghê chưa. Ok, phòng đây thì mình cũng sẽ ốp kín lại luôn. Khá là nguy hiểm. Ốp phần trên luôn nè. Đó, wow, nhìn xịn hơn liền. À, cho nó nhìn qua những cái khe nhỏ nhỏ như vậy thôi. Đó, wow. Đang tiến hành vây kín con khủng long lại. Không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cũng ăn thịt mà các bạn. Nhìn thế giới bên ngoài xong nó muốn ăn thịt người ta nữa sao. Rồi, và ở trên cũng như này luôn. Wow, ok, xịn nhiên. Ở trong đây như vậy là đủ rồi ha. Đây chúng ta có cần trang trí cây không ta? Chắc cũng cây cỏ một xíu đi ha, cho nó đỡ cái đã. Phần này cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ không cho ai xem bất cứ cái phần gì ở trong đây hết. Chúng ta sẽ phải đi thang lên các bạn, leo thang lên ở trên đây. Rồi, ok, ở đây mình sẽ tiến hành đặt glowstone ở bên trong luôn nha. Sẵn thì đặt glowstone luôn. Sẽ đặt trước chỗ này đi. Đó, bên đây, đây nữa nè. Wow, cái chỗ này nguy hiểm quá anh em ạ. Ê, trời, mùi chết tôi luôn á. Anh mệt á. Phần đó mình vẫn chưa ốp ở dưới xong. À, có thể nó có tiếng quái ở bên đây luôn đó các bạn à. Hai, cũng đáng sợ luôn. Thế thì... À, đầu tiên mình sẽ cho Reinforced Glass ở đây hết. Tuy nó không có phá được nhưng mà mình vẫn để cái gọi loại Glass này. Tại vì cái loại này nó trong suốt các bạn, nhìn rất là đã luôn. Nhìn xịn liền. Bên đây nữa. Để ốp thì cẩn thận, lỡ mà lệch một xíu chúng ta phải đập ra xây lại nó mệt lắm. Đập cái Reinforced Glass này nó mệt thôi, nó tốn rất là nhiều thời gian đó bạn. Ok, mình sẽ đi làm mấy cái thang đi. À, nó làm bằng mấy cái này đúng không bạn à? 12 cái. Ok, chúng ta sẽ để những cái thang chỗ này đi. Mấy cái thang xịn. Thang này chắc mình ốp bằng đá thôi à. Rồi, đâu mất một cái thang của tôi nữa rồi. Ở đây đây, nó đây, nó đây.
Đó, 12 cái thì chúng ta sẽ để bằng đá thôi nha. Đá là được rồi. Wow, thằng đá nhìn nó xịn hơn liền. Trời ơi. Nếu mà là chuột của mấy con mà có thể đập đồ á, thì chúng ta nên để bằng nên để là than sắt các bạn ạ. Ghê lắm. Nhìn xịn hơn ngang. Chúng ta có thể đi lên đây mà nhìn cái bọn khủng long thôi các bạn ạ. Thì ở đây mình sẽ cho mấy cái block khác ra. Cho mấy cái loại block nào ra đây ta? Block kiểu này thôi. Đó. Chúng ta sẽ tiến hành ốp nó thôi. Tiến hành ốp nó. Wow, hấp dẫn hấp dẫn. Thì trong phim á nó du khách muốn xem á thì nên leo lên thang đó, leo thang lên trên cái đường ở trên này nè, nhìn xuống nó sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà trong phim thì cái trên này nó không có ốp bằng kính các bạn à, nên nó dễ bị lọt xuống lắm. Mình thì mình ốp bằng kính luôn cho du khách cảm thấy an toàn. Trời ơi. Ok, con khủng long ăn thịt đầu tiên. Để chúng ta sẽ tiến hành ốp xong cái này trước cái đã. Mình đang rất là hứng thú đón chờ nó đây. Đó. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ốp nguyên một cái vàng này nha. Cái đường đó chỗ này nè. Hy vọng là đúng. Cái đường này để du khách lên tham quan ngắm nhìn tụi nó các bạn à. Hay là mình không nên ốp kiến ta. Để tăng cái độ nguy hiểm cho nó ta. Nó cũng hơi bị ghê các bạn à. Ghê lắm. Chúng ta có thể nhìn em Velociraptor ở từ trên không đó. Nó sẽ hấp dẫn hơn. Wow. Ok. Chỗ này nó cũng khá giống là cái viện nghiên cứu của mình. Mình cũng xây theo cái kiểu của con Velociraptor các bạn. Xây theo cái kiểu chuồng đó nó sẽ hấp dẫn hơn. Chỗ này là sẽ là cái chỗ cho người ta huấn luyện nó. Rồi. Ok, ở đây mình sẽ ốp kiến đây nha. Ta sẽ tiến hành kéo cái hệ thống kiến qua đây. Bên đây cũng vậy. Kéo hết rồi xây một lần luôn cho nó khỏe. Bên đây cũng thế luôn. Hy vọng là mình đủ kiến để mà xây. Thiếu nữa thì mệt lắm. Ok, đi thôi. Đó. Rồi. Được một mặt rồi. Wow. Trên đây nhìn xuống nó cũng vừa là khá là nguy hiểm các bạn ơi. Kinh thật. Nhìn xuống cái bọn khủng long ăn thịt nằm ở dưới nữa chứ. Ghê vậy. Chuồng T-Rex thì mình cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề xây đó. Không biết xây theo kiểu gì đây. Ây da, T-Rex. Chúng ta cũng xây kiểu này nó cũng hay ha. Nhìn từ trên nhìn xuống. T-Rex thì nó có thể ghê gớm hơn nữa. À và còn Spinosaurus và mấy con loan kịch két nữa chứ. Còn gì bằng nữa. Và ta-da, xong rồi các bạn ạ. Ở đây thì mình sẽ đặt Glowstone ở đây. Bên đây một cục Glowstone chỗ này nữa nè. Mình sẽ đặt ở đây cho nó an toàn, quái nó bớt xuất hiện hơn. Bên đây cũng vậy.
chỗ này chỗ nào ta, đây đi đó, glowstone, trang bị glowstone hết, không mà quái xuất hiện chết luôn á. Ok. Nếu mà cũng nếu mà các bạn sợ quái xuất hiện hơn nữa thì có thể cách an toàn hơn nữa, các bạn có thể ốp mấy cái slab để cho nó đỡ hơn. À. Rồi. Bên đây nữa. Bây giờ mình tập trung nên cũng không có nói nhiều về cái trong cái video này cho lắm. Trời ơi, xong rồi. Xong phần trên rồi. Ây da. Rồi, đi vô trong dọn đồ các bạn ạ. Chúng ta sẽ đặt 6 cái feeder. Tiến hành đặt mấy cái feeder thôi. Và chúng ta sẽ phải tốn một cái nguồn thịt khá là nhiều cho bọn này hen. Velociraptor. Feeder đầu tiên mình sẽ để ở đây đi. Mình sẽ đặt nó hơi kiểu ở dưới lòng đất như vậy. Nó nếu mà nó ăn á, thì nó vẫn ăn nha các bạn, chứ không phần cần phải để cho nó nổi ở trên đâu. Nó ăn thì nó vẫn ăn thôi. Cái bọn này nó vậy á. Quan trọng là nó không chịu ăn feeder. Nhiều con thì không chịu feeder thôi. Chứ đã muốn ăn thì nó sẽ phải, nó phải ăn thôi. Ok. Ha, ổn định. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi về lấy trứng các bạn ạ. Đây. Cho tụi mày xuống này con. Wow. Trứng này hình như mình thấy nó nhỏ hơn các bạn ạ. Rồi, để coi thử nó lên phần trăm nhanh không. Wow, mấy phần trăm rồi nè. Cũng được. Ok. Mình sẽ trồng cây trong đây thì không có trồng được. Một cây đây đi. Nó lùng quá các bạn à. Không trồng cây đây được. Vậy chúng ta sẽ bón bột xương đỡ. Cho chúng nó ẩn trốn trong đây. Trời ơi, hấp dẫn. Hấp dẫn. Rồi. Đi ra ngoài trồng mấy cây bao lại thôi. Mình sẽ trồng 5 cái cây này trước đi nha. Mấy cây nó hay bị lỗi các bạn ạ, để vậy nó mới hiện ra lần. Kinh thật. Trồng trước mấy cây cho nó mát coi. Rồi mình sẽ trồng luôn một cái hàng. Một cái hàng này đi. Trồng bao bọc lại hết. Cây lâu lên thế. Con này là con female. Con này là con mèo. Chúng ta đủ rồi. Để bây giờ mình sẽ cho một con trước nha các bạn. Đây, mình sẽ cho con này lên đi. Đầu tiên mình sẽ cho đồ ăn của feeder trước đã. Bạn thấy không? Đó, khi mà ăn trong feeder thì nó sẽ ăn như vậy. Rất là bạo luôn. Ôi ôi. Phải vậy mới chịu chứ. Đâu như mấy con ăn cỏ lúc trước đâu, nó không có chịu dùng feeder các bạn à. Đâu rồi, con raptor nãy đâu? Đây. Nó đây các bạn à. Nó rất là lanh nha. À, nó lại phải đỡ nó ăn tiếp nữa các bạn. Ôi, nó xuống. Ôi, phải như vậy chứ. Ồ, lên cấp. Lên cấp, lên tuổi. Lên tiếp nè. Lên tiếp nữa nè.
Ồ, này nó full các bạn ạ. Nó full khi nó đạt được 6 tuổi. Ồ, cũng nguy hiểm nha. Ồ, con này nó sẽ ăn ăn trứng và thịt. Nghe ghê đó. Con này hoạt động vào ban đêm à. It mob active at night. Hoạt động vào ban đêm. Mà thể thuần phục nó bằng xương. Wow, cũng xịn. Ok, để trước tiên mình sẽ phân bổ mấy cái này. Wow, tiếng gì ghê vậy? Ồ, bọn này nó cũng chơi đá banh nữa bạn à. Sướng. Có tiếng gì các bạn à? Như tiếng ma các bạn ơi. What the hell? Đó, con kia nó nở rồi các bạn à. Ghê quá. Đáng sợ các bạn à. Để mình về mình lấy xương chứ đã. Trời ơi, có tiếng con ma trong đây luôn. Phải thật. Game này đáng sợ đó nha. Nó đang làm tôi sợ lắm rồi đó. Để mình coi con này là con gì đây. Con này là con mèo các bạn à. Ồ, nó chơi đá banh hài luôn à. Đây là con female nè. Hai con nó khác màu nhau xíu rồi hả. Trời, đá banh khá là sung. Trời, hợp lý. Tính ra cái bọn này nó nhỏ hơn mình. Thôi, trong phim nó làm bự mà. Velociraptor. Còn nào nữa không? À đây, nó đây. Đây nè. Rồi, vừa đủ. Bây giờ đá bóng. Wow, chơi khá là vui các bạn à. Ủa, tối nó đá bóng hoài luôn. Trời, giận. Hấp dẫn. Đó, là thu phục nó bằng cách mà lấy cái cây whip này nè. Công thức chế tạo rất là đơn giản thôi, nó đều quật vào chúng nó. Con này thu phục rồi, hai con rồi nè. Con nào mà chưa các bạn cứ quất bứt cái cây whip này vào thôi. Con này chưa nè. Nhưng mà cái điểm HP nó cao nha. HP nó mà thấp là các bạn nó dễ tấn công lắm nha. Ồ, ghê lắm các bạn. Đó, mình thuần hóa luôn rồi. Ok, vậy là ngày hôm nay mình đã hồi sinh xong được 8 em Velociraptor rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích em khủng long nào mà mình hồi sinh trong tập kế tiếp thì nhớ comment ở phía bên dưới nha. Thì bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.